cập nhật bão lụt ở california phải làm gì khi nhiều người không chịu sơ tán thời tiết nguy hiểm tiếp tục bao trùm tiểu bang california những chìm tiểu bang đang bị hạn hán này với mưa và tuyết đổ xuống bất ngờ và gần như liên tục cơ quan thời tiết quốc gia đã cảnh báo về một dòng chảy không ngừng của các dòng sông hơi nước trong khí quyển ở bờ tây vào tuần tới tổng thống joe biden đã ban bố tình trạng khẩn cấp cho california trong khi chính quyền địa phương ra lệnh sơ tán hàng nghìn cư dân vào lúc 6 giờ 39 chiều, giờ miền Tây Đông, ngày 10 tháng 1, hạt Santa Barbara dỡ bỏ tất cả các lệnh sơ tán và chuẩn tại chỗ. Hạt Santa Barbara đã công bố hôm thứ Ba ngày 10 tháng 1 rằng họ sẽ dỡ bỏ tất cả các lệnh sơ tán và chuẩn tại chỗ, nhưng cảnh báo rằng lũ lụt có thể xuất hiện ở một số khu vực của hạt. Hôm thứ Hai, ngày 9 tháng 1, Santa Barbara đã nhận được lượng mưa kỷ lục 4,12 inch. Vào lúc 6 giờ 23 chiều, giờ miền Đông EST, ngày 10 tháng 1, ít nhất 17 người chết vì thời tiết, hơn 142.000 hộ gia đình mất điện. Theo thống đốc Gavin Newsom, ít nhất 17 người được xác nhận đã chết ở California vì những cơn bão mạnh ập vào tiểu bang này. Hơn 44.000 người đang được lệnh sơ tán. Thống đốc Gavin Newsom cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba, hơn 142.000 hộ gia đình bị mất điện trên toàn tiểu bang. Thống đốc cho biết các cơn bão sẽ ảnh hưởng đến bang cho đến ngày 18 tháng 1. Vào lúc 2 giờ 59 chiều, giờ miền đông EST ngày 10 tháng 1, Tiếp tục tìm kiếm cho bé 5 tuổi bị nước lũ cuốn trôi. Lực lượng cứu hộ đã tiếp tục tìm kiếm một cậu bé 5 tuổi mất tích do bị nước lũ cuốn trôi gần San Miguel, California. Sau khi họ buộc phải tạm dừng cuộc tìm kiếm vào hôm thứ hai, ngày 9 tháng 1, vì thời tiết khắc nghiệt khiến những người cứu hộ cứu nạn đầu tiên không thể tiếp tục nỗ lực. Theo văn phòng cảnh sát trưởng hạt San Luis Obispo, văn phòng cảnh sát trưởng cho biết các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ dưới nước cũng như các hoạt động trên không sẽ tiếp tục tìm kiếm trong các khoảng lặng của những cơn bão dữ dội. Nhưng cảnh báo rằng các điều kiện xung quanh vẫn tiếp tục cực kỳ nguy hiểm. Mực nước dâng cao và tiếp tục di chuyển nhanh. Công chúng được khuyến cáo mạnh mẽ là không nên tự tiến hành các cuộc tìm kiếm, tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm và trở thành nạn nhân, cần phải có các nguồn lực để tìm kiếm. Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết trong một bản phát hành, vào lúc 6 giờ 59 sáng giờ miền Đông EST ngày 10 tháng 1, văn phòng của thống đốc California Gavin Newsom đã xác nhận 14 trường hợp tử vong vào chiều thứ hai, ngày 9 tháng 1. Hai trường hợp tử vong nữa được xác nhận vào thứ ba, ngày 10 tháng 1, xét đánh vào một cái cây làm cây đổ đè lên mui của một chiếc xe tải khiến tài xế thiệt mạng. Một người đi xe máy cũng tử vong sau khi tông vào gốc cây bên đường. Chính quyền phải làm gì khi mọi người không sơ tán? Khi tiểu bang đang chịu đựng hàng loạt cơn bão dữ dội, các quan chức địa phương đang vật lộn với một tình huống khó xử quen thuộc trong cả lũ lụt và hỏa hoạn. Phải làm gì khi mọi người từ chối sơ tán vì sự an toàn của chính họ? Từ Sanjo nơi những cư dân vô gia cư đã được lệnh di chuyển khỏi những con lạch và sông đang dâng lên nhanh chóng. Đến hạt Sonoma, nơi con sông Nga, Russia River, chuẩn bị tràn vào, các đội cứu hộ công cộng đang cố gắng vượt qua ranh giới giữa việc giữ an toàn cho cư dân và tôn trọng họ, quyền tự quyết định. Nhiều người đang phân lở các lệnh sơ tán và các nơi tạm trú an toàn, phần lớn vẫn trống rỗng, bất chấp một đợt bão tố khác sẽ đến. Bất chấp rủi ro, dùng vũ lực để di chuyển mọi người ra khỏi khu vực nguy hiểm là biện pháp cuối cùng. Mọi người có quyền lựa chọn của mình và chúng tôi tôn trọng quyền cá nhân cũng như quyền tự do dân sự của họ. Carolina Camarena, phát ngôn viên của văn phòng thành phố Sanjo, cho biết trong một email. Xa hơn về phía Bắc, Hà Sonoma cũng đang gặp phải các vấn đề tương tự khi sông Nga được dự báo sẽ tràn bờ bắt đầu từ tối chủ nhật vừa rồi. Hơn 13.000 cư dân ở các vùng trũng thấp giữa Hedberg và Jenner đã được cảnh báo sơ tán từ thứ Năm ngày 5 tháng 1 có thể chuyển sang lệnh bắt buộc mọi người phải sơ tán ngay lập tức khi lũ lụt sắp xảy ra nhưng cũng giống như khi các đám cháy rừng lan nhanh đe dọa những cộng đồng dân cư khác chắc chắn sẽ có những người không chịu rời đi chúng tôi sẽ không ép buộc họ chúng tôi sẽ không lôi họ ra khỏi nhà sgt nói juan valencia nhân viên thông tin công cộng cho văn phòng cảnh sát trưởng hạt sonoma nhưng nếu có lệnh chúng tôi khuyên mọi người nên rời đi bởi vì nếu họ ở lại điều sắp xảy ra là cuối cùng họ sẽ trở thành nạn nhân buộc phải giải cứu Valencia cho biết các dân biểu của Hạt và những người cứu hộ đi từng nhà yêu cầu người dân sơ tán, không thể lãng phí thời gian để xung đột với bất kỳ ai không tuân theo mệnh lệnh. Thay vào đó, họ ghi lại vị trí của ngôi nhà và số người từ chối rời đi, phòng trường hợp nó trở thành hiện trường của một cuộc khủng hoảng sau này. Valencia cho biết một mặt tích cực là không giống như một vụ cháy rừng khó lường có thể buộc mọi người phải sơ tán ngay lập tức, lũ lụt thường mang lại nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Paul Gullison, phát ngôn viên của Hạt Sonoma, cho biết trong khi mối đe dọa dọc theo sông Nga đã giảm bớt, lũ lụt từ nhẹ đến trung bình dường như vẫn còn và quận vẫn lo ngại. Một số người từ chối sơ tán vì họ sợ phải bỏ lại đồ đạc của mình, không cảm thấy thoải mái khi ở nơi trú ẩn hoặc nghĩ rằng những nguy hiểm đã bị thổi phồng quá mức. Mặc dù hội chữ thập đỏ đã mở rộng một nơi tạm trú ẩn mới với 150 giường tại trung tâm cộng đồng Seventy ở Sanjo, nhưng chỉ có 19 người xuất hiện vào tối thứ tư, ngày 4 tháng 1 tại San Francisco, chỉ hơn một nửa trong số 250 giường tạm trú có sẵn đã có người ở. Ở Auckland, các nhân viên tiếp cận cộng đồng đã đến các trại và cố gắng thuyết phục mọi người nhận hơn 50 chiếc giường trống tại nhà tạm trú San Vincent de Paul ở Tây Auckland, nhưng chỉ có một người đồng ý. Giám đốc điều hành Blaise cho biết, Mục sư chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận Lighthouse Food Recruits and Distribution ở Sanjo, đã không nhận được nhiều người đồng ý lên xe khi ông đang lái xe buýt vòng quanh để cố gắng đưa mọi người từ bờ sông đến nơi tạm trú khẩn cấp vào chiều thứ tư ngày 4 tháng 1. Nhưng khi trời đổ mưa và bão nổi lên thì ông bắt đầu nhận được các cuộc gọi. Lúc đó thì đã quá muộn, xe buýt đưa đón của ông không thể vượt qua những con đường bùn lầy. Tôi nghĩ đó là một hồi chuông cảnh tỉnh lớn nhất cho tất cả mọi người. Tôi nghĩ họ bắt đầu nhận ra rằng nhà họ có thể bị chìm, nước dâng lên quá nhanh.